Quỳnh chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình hướng dẫn sử dụng bột Vĩnh Thuận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong xu hướng hiện đại với các tiêu chuẩn nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả cho người vào bếp, thì bột bánh bông lan nướng Vĩnh Thuận là một trong những sản phẩm đáp ứng được những tiêu chuẩn trên và đã có rất là nhiều khách hàng lựa chọn. Kính thưa quý vị, trong chương trình hướng dẫn sử dụng bột Vĩnh Thuận ngày hôm nay, Hương Quỳnh mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cô Phan Thị Ngọc Tuyết, thạc sĩ chuyên ngành công nghệ thực phẩm, giảng viên trường Đại học Sài Gòn. Dạ, Hương Quỳnh xin chào cô Ngọc Tuyết ạ. Chào Quỳnh. Hôm nay chúng ta gặp nhau với bài bánh bông lan nướng. Bánh bông lan nướng là một loại bánh rất phổ biến và cũng là loại bánh mà rất gần gũi với lại dân tộc Việt Nam chúng ta từ lâu rồi. Bánh bông lan thì chúng ta có thể dùng làm nền để trang trí các cái kiểu bánh sinh nhật, hoặc là chúng ta có thể phủ lên một loại kem lá dứa hay là ca dế cũng được. Như vậy đối với bánh bông lan, quan trọng nhất là phải có bột bánh bông lan. Vĩnh Thuận đã đáp ứng cho chúng ta điều này. Như vậy chúng ta hãy làm thử bột bánh bông lan với bột bánh bông lan Vĩnh Thuận nhé. Dạ thưa cô, thì món bánh bông lan này chúng ta sẽ có nguyên liệu như thế nào cô ạ? Rồi, bây giờ một gói này trọng lượng là 400g, chúng ta sẽ sử dụng là 5 quả trứng. Và như vậy cứ mỗi quả trứng là 30g đường, 30g bột. Thì như vậy chúng ta cũng cần tương đương lượng đường, đó là 400g. Nhưng nếu để cho giảm ngọt đi, có thể sử dụng là 350g theo hướng dẫn trên bao bì, được rồi. Và cứ mỗi một trứng chúng ta sẽ cho vào 10ml sữa và 10ml dầu ăn hoặc là bơ để cho bánh thêm chất lượng và thêm độ mướt mịn. Chúng ta có thể chọn thêm một vài loại mứt hoặc là trái cây để mà trang trí cho bánh khi hoàn tất. Bây giờ thì sẽ đập trứng ra. Cô thì Hương Quỳnh xin lặp lại là với món bánh bông lan nướng chúng ta có những nguyên liệu như sau: trứng, bột, đường, dầu ăn, sữa tươi và mứt cùng với là nho khô. Đúng rồi. Thì cái dầu ăn này chúng ta có thể thay thế là bơ cũng được, thì bánh sẽ càng ngon hơn. Thì bơ vô thì sẽ thơm hơn. Đúng không? Rồi. Và giờ mình sẽ bắt tay làm. Đúng, mình bắt tay làm. Như vậy thì trứng chúng ta chọn loại trứng khoảng 60g nhé. Thì sẽ cho 5 cái trứng. Và với lượng 5 trứng như thế này chúng ta sẽ ra được khoảng là 25 chiếc bánh nho nhỏ. Ở nhà cẩn thận á, thì Quỳnh sẽ đập từng trứng vào trong từng chén một. Rồi trứng nào mà có bị hỏng thì chúng ta sẽ loại bỏ cái trứng đó, không ảnh hưởng đến các trứng khác. Ở đây thì trứng cô đã chọn được rồi, trứng đã kiểm dịch xong. Đấy, năm. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng. Đầu tiên đánh thì Quỳnh sẽ đánh ở tốc độ nho nhỏ, rồi sau đó ta sẽ tăng tốc dần lên. Vì khởi động mà máy mà lớn quá thì nó sẽ làm cho máy mau hỏng. Chúng ta sẽ đánh từng một, sau đó sẽ tăng lên lần hai. Khi mà chúng ta đánh trứng nổi bong bóng to như thế này thì sẽ cho đường vào, cho đường từ từ vào. Cho hết tất cả đường đều vào. Đúng, nhưng mà chúng ta cứ cho từ từ vào. Đối với máy công nghiệp thì chúng ta có thể cho thẳng trực tiếp đường, bột, trứng đánh luôn hết một lần. Nhưng mà đối với máy nhỏ thì chúng ta hãy cho từ từ. Và quan sát thì trứng bây giờ nổi bong bóng to và màu đậm. Chúng ta sẽ đánh đến khi bong bóng này thật mịn và màu thật lợn. Quỳnh ơi, ở nhà có thường hay làm bánh bông lan nướng không nhỉ? Dạ, cái này cũng thỉnh thoảng thôi cô. Mình sợ nhất là bánh bông lan làm ra cái nó không có bông nhẹ lên mà nó cứng, đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là giống như bánh đổ đậu xanh rồi. Đối với bột bánh Vĩnh Thuận thì rất là tiện lợi ở chỗ là chúng ta an tâm là khi mình làm đúng với cái lượng trứng và lượng bột như hướng dẫn, ta sẽ được một bánh bông lan mềm mại, xốp, mịn, thơm ngon. Và ngoài bánh bông lan chúng ta có thể làm được nhiều loại bánh khác với bột bánh bông lan. Thì chúng ta chỉ cần nhớ công thức là cứ một quả trứng chúng ta sẽ có 30g bột, đúng không cô? Và 30g đường. Và vậy là xin nhắc lại là với một quả trứng chúng ta sẽ có 30g bột và 30g đường. Sau đó thì mình cho thêm sữa và dầu ăn, mỗi một trứng như vậy là 10g, được rồi. Trong lúc đánh với đường thì có thể cho sữa vào, và nhớ sữa đây là sữa không đường và là sữa không có béo nhiều. Đúng, chế sữa vào.
Và lưu ý dầu ăn là chất béo chúng ta sẽ cho vào cuối cùng sau khi trộn bột. Quý vị nhớ là dầu ăn nên chúng ta sẽ để cuối cùng mà quý vị nhé. Mình đánh đến khi nào mà mình thấy cái dịch này nó đặc lại và khi nhỏ thôi, cái giọt cái trứng này vào trong nước thì nó sẽ tan từ từ thôi. Và nó sẽ tạo thành vân ở trên cái hỗn hợp này. Bây giờ mình đánh là nó cứ mất cái vân liền, nó cứ là lỏng như thế này. Thì một tí nữa Quỳnh sẽ thấy nó đặc lại. Nghĩa là mình đánh tới khi nào cảm giác là nó đặc lại hơn, đúng nó rồi lại hơn. Đúng. Và cái bọt rất mịn và cái màu nó lợt. Với lại chúng ta đánh canh theo giờ thì khoảng từ 10 đến 15 phút cho năm trứng. Thì mình bỏ bột vô chưa được chưa cô ạ? Đối với lại máy lớn thì chúng ta có thể cho bột với lại đường với lại sữa vào đánh cùng được. Nhưng mà ở đây chúng ta để an toàn, đánh trứng thật là nổi, mịn thật mịn rồi cho bột vào trộn. Có nghĩa là chúng ta sẽ đánh trứng trong vòng 10 phút. Sau đúng 10 rồi. Phút thì chúng ta sẽ bỏ bột vào để cùng đánh tiếp. Đúng rồi. Thì làm bánh bông lan cũng có rất nhiều cách làm và cũng có rất nhiều công thức để làm bánh bông lan. Nhưng mà nói chung công thức này là dễ nhớ đúng không các bạn? Dạ. Quỳnh nhớ được công thức rồi đúng không? Dạ. Mình chỉ nhớ là cứ nhớ rằng một quả trứng gà chúng ta sẽ có 30 gram bột và cùng với 30 gram đường. Thì quý vị nếu như chúng ta muốn làm số lượng nhiều hơn thì chúng ta cứ nhân lên tính tiếp nha. Và nguyên gói bột của Bình Thuận chúng ta sẽ làm được là khoảng 13 cái trứng. Như vậy chúng ta sẽ ra được khoảng 40 cái bánh. À nè, Quỳnh mở ra để coi cái khuôn như thế này. Dạ. Mình lấy một cái khuôn ra. Như vậy là khoảng 40 chiếc bánh như thế này cho một gói bột Bình Thuận rất là nhiều đúng không nào? Và lưu ý một điều, khi chúng ta đánh trứng và trứng nó gần được thì chúng ta phải mở lò lên để cho lò nóng trước 10 phút. Rồi đậy nắp lại đi Cưng. Rồi Cưng vặn nút lò lên. Đó, thấy trứng nở lên chưa? À, nổi và bắt đầu trứng nó mịn lại, màu nó lợt hơn. À, chúng ta sẽ bắt đầu là cho bột vào để trộn được. Được rồi. À, để bột mà chúng ta cho vào thì có thể cho qua một cái rây. Còn không thôi á, thì chúng ta rây trước rồi sau đó đổ vào. Bột mì Vĩnh Thuận được làm chủ yếu từ lúa mì, hạt lúa mì, chứ không phải là mình nghĩ bột mì là từ củ khoai mì, không phải. Đây là bột lúa mì và làm được rất nhiều loại bánh mà nở xốp, ví dụ như bánh su, bánh khách, bánh bông lan nướng, rồi thậm chí có khi cũng làm được bánh mì. Và đối với lại bột bông lan á, thì cái độ ẩm của bột nó cao hơn, do đó là mình bớt bột vào, mình buông ra thì bột nó sẽ hơi nắm lại, chắc nó không có bị bời rời ra nhanh. Lưu ý là khi mà mình đánh trứng như thế này cho bột vào mà bánh nó không bị xẹp xuống, nó không bị chảy lỏng ra thì hy vọng bánh mình sẽ nở xốp. Vậy cô ơi, vậy cái tiêu chuẩn nào mà để đánh giá là một cái bánh nó sẽ là ngon mà là yêu cầu của cô? Đấy, một tí xíu nữa khi đút bánh vào là cô sẽ chỉ cho Quỳnh xem cái bánh cô đã làm sẵn trước rồi. Cái độ đàn hồi của bánh và cái xớ bánh và cái độ thơm ngon của bánh đã là nói lên chất lượng của cái bánh. Dạ cô ơi, nếu như nhà gia đình mà những gia đình không có cái máy đánh trứng này thì sẽ đánh bằng cách nào? À, đơn giản thôi thì chúng ta sẽ không dùng máy đánh trứng đúng không? Yeah. Và chúng ta sẽ dùng cái lò xo đánh trứng cho nổi lên và lúc này chúng ta sẽ trộn tay và rây bột vào và trộn bằng tay như thế này. Và nhớ là khi trộn á là chúng ta sẽ trộn nhẹ và xới lên như thế này nhé. Dạ. Yeah. Rồi mình trộn đến khi nào là mới đạt yêu cầu của cái khi nào mà bây giờ Quỳnh nhìn kỹ nhé, ở trong cái hỗn hợp bột này Quỳnh sẽ thấy là khi cô trộn nó sẽ nở sụp lên những cái bong bóng. Đây Quỳnh nhìn nè. Đó, Quỳnh thấy những cái bong bóng. Thấy chưa? Dạ. Yeah. Đó. Nó đó, nó bụp lên một cái là như này là đã yêu cầu rồi. Đúng rồi, làm như vậy là bánh tốt. Yeah. À, khi mình trộn lên đó những cái bong bóng đó thấy không, nó vỡ ra, vỡ ra nó sụp như vậy. Rồi bây giờ chúng ta cho vào một chút vani cho thơm ha.
Đó, cái hỗn hợp nó không có đặc cứng lắm mà nó cũng không có chảy lỏng nhão. Rồi vậy ổn rồi nha. Thì công đoạn này chúng ta mới cho dầu ăn vào. Dầu ăn hoặc chất béo sẽ cho vào cuối cùng. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đem cái dĩ khuôn ra đây và chúng ta sẽ rót khuôn. Vì bánh bông lan nó nở lên nên khi rót khuôn thì lưu ý không có rót đầy khuôn nha. Mức này chúng ta có thể cho một phần vào trong hỗn hợp và trộn luôn. Như vậy khi cắn cái bánh ra nó sẽ có lẫn một phần mức ở bên trong. Hoặc là chúng ta sẽ rắc lên trên ha. Để cho bánh bông lan được nở tốt thì chúng ta nên làm lò nóng trước khoảng 10 phút, lửa trên lửa dưới 180 độ. Và bây giờ giúp cô lấy cái khay ra. Dạ. Để rót vào trong khuôn cho nhanh á thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái ca. Đúng, mình sẽ đổ vào chừng nửa khuôn hoặc hai phần khuôn thôi. Tự vì bánh này nó còn nở cao lên nữa. Rồi, chúng ta sẽ lưu ý là chế khoảng nửa đến 2 phần 3 khuôn thôi nhé. Tại vì bánh này nó còn nở lên nữa đó. Ủa bây giờ mình bỏ nho hoặc mứt lên được không cô? À, nếu mà mình bỏ sớm bây giờ thì nó sẽ chìm xuống dưới. Do đó là chúng ta hãy nướng bánh đến khi nó váng mặt rồi chúng ta sẽ rắc mứt lên. Thì mứt sẽ nổi lên trên. Còn không thôi thì Quỳnh sẽ trộn vào một phần vào trong lúc mà mình trộn hỗn hợp đó. Rồi Quỳnh kiểm tra lò giùm cô là chúng ta sẽ dặn lửa 180 nha. Và khi cho vào thì sẽ để lửa dưới trước. Và thời gian mình sẽ... À, đối với bánh bông lan này thì mình sẽ nướng khoảng 10 phút, 10 đến 12 phút. Rồi Quỳnh muốn rót thử không? Dạ, để con rót. Rồi Quỳnh rót ở phút này. Khi rót mình có cái cây này gạt cho nó dễ. Rồi, nhiều rồi. Rồi, ngừng. Khỏe quá, Quỳnh rót một cái là khỏe luôn này. Rồi, Quỳnh đã rót xong rồi đó cô, giờ mình sẽ đi nướng được chưa cô ạ? Đúng rồi đó, lò mình đã làm nóng trước nãy giờ rồi, khoảng 10 phút. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào ở ngăn dưới và để lửa dưới. Để vào. Rồi, yên tâm chờ đợi 10 phút sau là bánh sẽ chín nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nướng lửa vuông dưới, đến khi nào mà váng vàng cái phần xung quanh thì chúng ta sẽ chuyển lên lửa trên. Và ngay lúc đó có thể rắc mứt vào, nhanh chóng rắc mứt vào để cho mứt nó nổi lên trên. À, cái thời gian mình để cho nổi mặt váng là khoảng bao lâu như cô? À, khoảng chừng 7 phút. Từ 5 đến 7 phút là bánh nó sẽ váng xung quanh và sau đó ta làm vàng mặt lại lên trên chừng 3 phút nữa là xong. Vậy là tổng thời gian mà bánh chín luôn hoàn thiện là tầm khoảng 10 phút không? Đúng rồi. À, nếu mà chúng ta làm nguyên ổ thì chúng ta sẽ chọn những loại khuôn. Bây giờ có loại khuôn là silicone không cần thoa gì cả. Hoặc là truyền thống thì sử dụng khuôn nhôm hoặc khuôn inox. Chúng ta sẽ thoa một lớp dầu hoặc là softening để cho nó không bị chảy lỏng. Rồi rây lên một lớp bột mỏng. Có người thì cũng sẽ cắt một miếng giấy, giấy xá để lót ở phía dưới. Rồi sau đó lại đổ cái hỗn hợp bột vào trên này. Nha, thì chúng ta tùy theo chọn khuôn hình tim, hình tròn, hình vuông tùy ý. Để nó ra được ổ bánh mình đẹp rồi sau đó dùng để trang trí bánh sinh nhật. Bánh bông lan quan trọng nhất đó là độ nở xốp của bánh. À, khi mà cái bánh chúng ta làm ra mà nó được nở cao lên. Nếu mà nó vuông mặt quá thì đó là chúng ta làm công thức đã hơi dư bột. Bánh nó sẽ bị cứng và nó vuông đầy cái mặt lên. Nhưng nếu chúng ta làm bánh nó đang nở thật nở trong lò và sau đó đem ra ngoài, nó sẽ xẹp xuống. Như vậy là bánh thiếu bột.
Và nếu mà khi chúng ta đem vào nướng mà bánh nó cứ không chịu nổi lên, nó cứ như là bánh nô đồ xanh, đó là do hỗn hợp chúng ta đánh đã bị chảy vữa ra rồi. Như vậy thì lưu ý một điều, khi đánh bánh bông lan chúng ta không có để dụng cụ mình bị dính chất béo. Và đối với chất béo cho vào phải cho vào giai đoạn cuối cùng, không đánh chung với trứng. Và chúng ta lưu ý một điều là đối với loại bột bông lan mà tốt thì bánh nó sẽ mềm mại thơm ngon. Còn nếu mà bánh của mình hơi bị khô quá thì bánh nó sẽ bị ráp đi. Mình ăn vào nó có cảm giác như nó hơi bị hóc hóc khô. Hoặc là bánh mình mà làm lượng trứng không đủ thì bánh mình nó cũng bị khô cứng. Chúng ta có thể là bổ sung thêm vào trong bánh mình một số loại mứt hoặc là trái cây. Thí dụ như ở đây nè, Quỳnh thấy đủ màu không? Đấy là mứt cherry, mứt đào và nho khô. Đủ màu như vậy và nó có hương vị rất hài hòa, rất là thơm ngon cho bánh. Chúng ta cũng có thể dùng toàn là nho khô và chúng ta ngâm với một tí rượu rum để cho nho mềm ra. Và cái hương rượu đó sẽ làm cho bánh mình nó có cái một cái mùi đúng đặc trưng như là bánh Tây Phương. Rồi chúng ta cũng có thể là cho vào trái cây thì mình cho lên trên một cái lớp cream, cream topping đánh nổi cứng lên. Rồi chúng ta gắn trái cây tươi splash để lên. Rất là đẹp mắt đó. À, Quỳnh quan sát kìa, thấy chưa? Bánh dâng lên đầy khuôn rồi đó. Đúng, nó dâng lên và một tí nữa chúng ta sẽ quan sát xung quanh cái vành này nó hơi vàng là chúng ta sẽ chuyển qua chế độ là nướng lửa trên. À mà cô ơi, bây giờ mình đã để nho hoặc là mứt trái cây lên được chưa cô ạ? À? Một tí nữa khi mà mình kéo ra thì mình sẽ cho mứt với nho luôn. Chứ bây giờ mình kéo ra nó sẽ xẹp bánh lại đó. Dạ, nổi lên rất là đẹp. Đúng, khi mà cái mặt bánh mà nó còn quá ướt á thì chúng ta mở ra nó sẽ bị xẹp trở lại. Do đó mình để nó hơi ráo một tí. Và lúc đó mình cho mứt vào thì mứt này nó hơi nặng, nó sẽ không chìm, nó giữ lại được do mặt bánh nó đã ráo rồi. Nhưng nếu mà bánh nó khô mặt rồi thì để lên mứt không dính. Một hồi mứt sẽ bị rớt ra. Vậy phải mình phải canh. Đúng, cái công đoạn này, thời điểm này rất quan trọng. Chúng ta sẽ canh làm sao để cho nó dính được vào trong bánh hết. Và nó đẹp. Nghe mùi thơm chưa Quỳnh? Dạ rất là thơm cô. Trời ơi rất là thơm rồi. Nhớ là nhiệt độ 180 nha. Và bắt đầu hơi váng ở dưới đấy thì chúng ta có thể bật qua lửa trên dưới hoặc là lửa trên nha. Tùy theo cái bếp nướng của mình mà mình phải kinh nghiệm với là dụng cụ của mình. Chứ nếu không là mình cứ theo hướng dẫn mà cái lò của mình thì nó hơi khác một tí thì cũng hơi khó. Mình cứ nướng một vài lần là mình sẽ có kinh nghiệm đối với cái bếp nướng của mình thôi. Nghĩa là nhiệt độ chúng ta phải luôn luôn bảo đảm là 180 độ và thời gian có thể là dao động là từ 10 phút. Đúng rồi, tùy theo khuôn, khuôn lớn, khuôn nhỏ. Rồi Quỳnh ơi, bánh là đã ván mặt rồi, bây giờ đến lúc là chúng ta sẽ để mứt lên đấy. Kéo ra. Hay rồi. Khi mà mình gắp mứt á, thì phải cẩn thận là đừng có để nó chảy ra ngoài mâm nhiều. Bây giờ mình sẽ nướng tiếp thêm 3 phút nữa. Và bánh chín là chúng ta dùng một tâm nhọn sắm vào giữa bánh. Bánh không có ướt cây tâm là bánh chín. Quý vị lưu ý là để biết được là bánh chín hay không, chúng ta sẽ sử dụng một cây tăm như thế này và chúng ta sẽ để vào giữa tăm của cái bánh. Và khi rút ra, nếu như là bánh không dính vào tăm thì lúc đó là bánh đã chín rồi đó quý vị ạ. Đúng rồi, bánh chín nhưng phải vàng xung quanh nữa nó mới thơm và ngon. Như vậy tóm lại, bánh vàng đều xung quanh và bên giữa không bị dính ướt tăm, như vậy là bánh chín. Trời ơi, giờ Hương Quỳnh nôn nóng không biết là khi bánh chín nó như thế nào cô ha. Đó, bánh bắt đầu vàng mặt rồi, Quỳnh thấy không? Lúc này chúng ta có thể thổi quạt cho nhanh. Và thổi chừng 1 phút thôi nha. Khi mà thổi quạt như vậy thì bánh nó sẽ rất mau vàng. Và mình sẽ chuyển sang chế độ thổi quạt. Đúng rồi, nếu mà những thùng hiện đại thì nó có chế độ thổi quạt. Thì khi bánh đã chín bên trong mà bên ngoài chưa vàng, chúng ta chỉ cần thổi quạt lên một tí là nó sẽ vàng đẹp. Còn nếu như mà không có thì chúng ta phải lấy ra hay sao cô? Nếu không có thì chúng ta sẽ đợi đến khi mặt bánh nó vàng. Nhưng nếu nướng lâu quá bánh sẽ bị khô. Mình nhìn nè, ở chính giữa là bánh nó sẽ vàng trước, ở những cái bánh xung quanh thì nó vàng sau, thì chúng ta có thể lấy ra từ từ. Rồi đồng hồ nhiệt độ là mình đã để hồi nãy là từ 10-15 phút là được rồi. Thôi kéo ra đây, đây mang cái bên kia vô luôn, hai tay để xuống đây. Đây đó. Wow, thấy chưa đẹp không nào? Đúng hấp dẫn. Bây giờ thì từng cái bánh này chúng ta có thể để thẳng trong chén giấy, để trong chén nhôm như thế này, hoặc là có thể cạy nó ra và chuyển vào trong chén giấy cũng đẹp. Hoặc là người ta có thể nướng thẳng trong cái này cũng được. Nè,
không phải mình không dùng trứng nha, mình dùng cái này mình đúng rồi đúng, đúng đúng thì sở thích của mỗi người đúng mình có rồi. Thể dùng những cái loại chén khác nhau hay cho có màu sắc khác nhau. Rồi bây giờ mình chuyển cái này ra, cắt cái dĩa và coi như đây là những loại bánh nhỏ người ta có thể dùng ăn tráng miệng ha. Chúng ta có thể chuyển vào trong từng chén giấy như vậy cho nó lịch sự hơn. Cái món này mình có thể là những buổi mà bạc ti hoặc sinh nhật các cô hoặc là họp mặt thì chúng ta có thể là mang ra chiêu đãi bạn bè. Đúng rồi. Rất là hấp dẫn hả? Tiệc trà thì đây là những loại bánh ngọt của tiệc trà ha, hoặc là chúng ta có thể dùng nó cho các cái buổi tiệc mà mình ăn tráng miệng sau một bữa ăn mặn. Sau khoảng 15 phút làm việc chúng ta đã có được bánh bông lan nướng với trang trí mứt nho rất hấp dẫn đúng không nào? Chỉ cần nghe mùi thơm và thấy được cái màu sắc của bánh thôi là Hương Quỳnh cảm nhận là nó đã rất là ngon rồi đó cô. Đúng mặc rồi. Dù là mình chưa ăn thử thôi. Chưa đâu, còn nữa nè. À vẫn còn nhiều cái đây đây là hả? Những hình thức khác chúng ta có thể đổ vào trong nguyên khuôn lớn. Yeah. Rồi chúng ta sẽ trang trí như bánh sinh nhật. Yeah. Hoặc là chúng ta cắt ra thành từng miếng nhỏ và chúng ta sẽ decor cream lên rồi cho cái mứt lên, hoặc là chúng ta rắc trái cây tùy ý. Và còn thậm chí có khi người ta không dùng cream như thế này và dùng các loại ca dế. Yeah. Hoặc là cái lá dứa, kèm lá dứa phủ lên rất là đẹp và ngon đó. Nghĩa là tùy sở thích của mỗi người luôn hả cô? Đúng rồi, mà còn bật mí một chút nữa là bột bánh bông lan nướng có thể làm được bánh bông lan mặn. Là chúng ta sẽ giảm lượng đường và rắc thêm hỗn hợp thịt với chà bông. Wow, trời ơi cô nghe cô nói cô rất là hấp dẫn. Hương Quỳnh cũng rất là muốn cô Hương Ngọc Tuyết sẽ hướng dẫn cái món này trong một ngày gần đây ạ. Đúng rồi, như vậy là các bà nội trợ yên tâm với một cái loại bột bánh bông lan của Vĩnh Thuận. Mà bông lan nướng thế này chúng ta biến tấu ra rất nhiều loại bánh nướng hấp dẫn, ngon và bổ dưỡng đó. Rất đơn giản và tiện lợi phải không quý vị? Với bột bánh Vĩnh Thuận thôi là chúng ta có thể làm bánh bông lan này tại nhà của mình, có thể chiêu đãi bạn bè trong những buổi tiệc. Kính thưa quý vị, nếu như quý vị vẫn còn thắc mắc hoặc đóng góp thêm ý kiến cho chương trình, xin vui lòng truy cập vào website www.vinhthuan.com.vn hoặc gửi về địa chỉ email vinhthuanflo@hcn.vnn.vn hoặc gọi đến số điện thoại 0837540888. Còn giờ đây, xin cảm ơn, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.